Rồi hiện tiên xin chào quý ông bà cô chú ha. Thì bây giờ là đang có màn hình tới luôn rồi cô chú anh chị. Màn hình 86 inch hiện qua là cũng mấy anh cũng đã thử rồi. Hôm nay là mấy anh đã đem đến đây cô chú anh chị. Bây giờ là đang ngồi ở phía trước sân khấu rất là nhiều cô chú anh chị à. Bảy giờ rưỡi anh trong tờ giấy nè, bà cho con một cái tờ giấy nha nè. 7:30 nè, sáng ngày 29 tháng 8. Dạ chắc ở ngoài cổng á bà. Để hơn nữa con hỏi anh Niu có gì để không để thông báo cho bà. Chứ giờ nhiều khi chưa có phát mà ra ngoài cổng. Anh Niu Huy Đen trò chuyện với anh Lê Hoàng nên chờ chút xíu mình sẽ hỏi coi là phát ở đâu. Nay bà con là đổ về rất là đông luôn. Ủa sau nay anh có cái tim máu tím này lạ vậy? Dạ chị gì mới gửi cho em không biết. Mới gửi cho anh hả? Dạ. Wow. Cái đẹp quá ha. Bữa nay anh cũng có tim máu tím luôn ha. Dạ. Bữa nay đông chưa từng thấy nha. Đang đổ về rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Hiện tại là đang có dân quân và công an ở phía ngoài để mà giữ trật tự được cô chú anh chị ha. An ninh. Đó cô chú anh chị thì hiện tại là phía bên gạo thì không biết là đã nhận chưa cô chú anh chị. Còn mấy anh thì đang hỏi về chú Văn Tòng cô chú anh chị. Bà con thì ngồi đây rất là đông. Nghe nha, quay dàn xe cho cô chú anh chị có thể là thấy ha. Chú anh chị bữa nay là xe rất là đông và mọi người thì đang đứng ở phía trong nha. Đó. Đông khán giả luôn cô chú anh chị. Bữa nay đông quá là chỉ quay ở phía ngoài thôi chứ giờ vô trong cũng biết quay gì trong đó. Bởi vì khán giả rất là đông và không có chỗ đứng luôn. Đó, hiện tại thì bên phía quản lý hoa viên là đang đi tầng này của chú anh chị. Đó. Bà con là bây giờ đang đến rất là đông. Đang chuẩn bị là chỉnh nhạc rồi cô chú anh chị ơi.
đang chuẩn bị chỉnh nhạc rồi. Này thì nhân viên đang sắp đổ trước cô chú anh chị đó. Nó cũng đã chảy khăn trải bàn ra luôn rồi. Đó. Hết hồn. Ủa đang vừa bước xuống cái nghe cái bập hết rồi. Đó chị Tiên làm gì là làm gì? Không biết luôn á. Cái này làm gì chú Tiểu? Trả bàn hả? Đó cô chú anh chị bữa nay là chú Tiểu trả bàn. Ủa bình thường là ba em phải không? Đúng rồi. Ba đâu rồi? Trả bàn ở chỗ khác nữa hả? Ở trên Linh Qua Tệ Đèn phải không? Ba chú Tiểu thì trên Linh Qua Tệ Đèn nên là chú Tiểu ở đây nè cô chú anh chị. Ô bây giờ là có sư đến cô chú anh chị ơi, sư thầy. Có sư thầy đến. Sư thầy đến cô chú anh chị. Đó, bắt gặp sư thầy đến nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị, bữa nay là cái ngày rất là đặc biệt nha. Và từ lúc mà mình ghi hình ở đây thì 100 ngày mình nghĩ là những cái ngày vui nhất thì cái ngày thứ hai là chắc là cái ngày sinh nhật của chú, hoặc là ngày giỗ hay là ngày Tết rồi cô chú anh chị. Nhưng mà mình không ngờ là có cái ngày lễ Vu Lan lại được tổ chức rất là hoành tráng như vậy cô chú anh chị. Tại là bữa trăm ngày rất là đông khán giả đến đây đó, và mình nghĩ là bữa đó là chắc còn xa lắm mới đến một ngày mà có những cái sự kiện đặc biệt ở mộ của chú Vũ Linh. Nhưng mà không ngờ hôm nay là đến cái ngày gần nhất cô chú anh chị đó. Đầu tiên cảm ơn đến cô đến mộ của chú Vũ Linh này cô chú anh chị đó. Cô mặc áo đồ lam. Hôm nay là rất là đông nên là mình phải quay và ở gần mộ của chú ha. Có thể là theo dõi quan sát là nhiều của chú anh chị cũng đi ra đi vô liên tục cô chú anh chị. Phía bên kỹ thuật thì đang chỉnh nhạc nha. Đó, bà con thì đang đến đây rất là đông. Rồi cái video của Hiện Tiền đến đây kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cùng to làm hết hồn luôn cô chú anh chị. Thì đến đây thì cái video của Hiền Tiên kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.